Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến VS News. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức nổi bật và hấp dẫn có trong ngày. Chương trình Ai là triệu phú mới đây đã gây tranh cãi giữa đáp án là Nghệ An hay là Huế. Người chơi đã chọn trả lời là Nghệ An và được MC xác nhận là chính xác. Tuy nhiên sau đó thì rất nhiều khán giả cũng cho rằng đáp án Huế cũng có thể đúng và tạo nên những tranh cãi. Chương trình Ai là triệu phú trong thời gian gần đây đã mới phát sóng được vài số trong năm 2021 nhưng đã khiến cho khán giả đôi lần dậy sóng. Nhất là sau kỷ lục trả lời tới câu hỏi 15 của phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa được thiết lập. Chưa dừng lại ở đó, tập phát sóng vào tối ngày 21 tháng 1 mới đây đã một lần nữa khiến dân tình tranh luận gay gắt sau câu trả lời của thí sinh Vũ Thị Phương, một chuyên khoa y khoa, với câu hỏi thứ nhất trị giá 100.000 đồng có nội dung. Từ nào còn thiếu trong câu ca dao, đường vô xứ ba chấm quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Sau đó, thí sinh Vũ Thị Phương đã có câu trả lời là Nghệ và được MC Đinh Tiến Dũng xác nhận chính là đáp án chính xác. Tuy nhiên, sau đó thì rất nhiều cư dân mạng đã nảy ra nhiều ý kiến, cho rằng cả câu trả lời là Huế và Nghệ đều có thể đúng. Được biết, câu ca dao có hai vế như sau. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Cũng là như vậy, nhưng trong dân gian lại xuất hiện câu ca dao khác và được giới nghiên cứu đánh giá là không sai lệch. Đường vô xứ Huế quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, ai vô xứ Huế thì vô. Và đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, yêu em anh cũng muốn vô, sợ chuông nhà hồ sự phá Tam Giang. Như vậy, ở câu hỏi này của chương trình Ai là triệu phú, nếu không tính các dị bản thì Nghệ chính là từ còn thiếu duy nhất cần điền vào chỗ trống. Bên dưới phần bình luận của các bài phân tích câu hỏi này, có rất nhiều cư dân mạng vẫn đang tranh cãi Nghệ An và Huế. Tuy nhiên, rất nhiều người đồng tình với ý kiến rằng nếu chọn đáp án là Nghệ An hoặc Huế thì đều có thể là đáp án đúng. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức này. Hiện tại, VS News đã xuất hiện trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì đừng quên nhấn vào đường link phía bên dưới.